Bây giờ là cũng là nói chút xíu được. Dạ. Yeah. Nhưng mà chưa hốt tiếng Việt. Thật ra Usu nói nhiều nhưng mà Usu có nhiều từ, nhiều chữ chưa biết thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó thì mình sẽ học. Tiếng Việt phát âm khó không? Khó. Khó lắm. Văn Anh thấy tiếng Hàn Quốc phát âm khó hơn. Tiếng Hàn Quốc là nhắm nhau. Nếu là em là hốt là tiếng Anh và là tiếng Việt. Dạ. Yeah. Tiếng Việt là khó số 1 là tiếng Việt. Nhưng mà anh thấy tiếng Hàn Quốc cũng rất là khó. Đúng rồi. Mà anh xem trên phim á, nói chuyện suốt cái kiểu không ổn đâu. Đúng rồi. Yeah. Anh thích là phim hoặc là drama. Hàn Quốc là anh thích cái gì? Hồi trước đây thì thích xem phim lãng mạn. Bây giờ thì thích xem mấy... Tại sao bạn đến Việt Nam tuần này là chàng trai đến từ Hàn Quốc, Sim Uju. Sim Uju, 35 tuổi, nhân viên IT của Fujifilm Việt Nam. Cách đây 6 năm, Uju lần đầu đến Việt Nam vì lý do công việc và chỉ định ở lại trong 1 năm. Nhưng sau 1 năm, vì quá yêu mến đất nước tươi trẻ, đầy năng lượng, tích cực và năng động này, Uju đã quyết định ở lại lâu hơn nữa. Và thế rồi, từ 2 năm, 3 năm, rồi thành 6 năm lúc nào không hay. Đây là nhân vật của chúng ta ngày hôm nay. Các bạn kiểm chứng chưa? Rất đẹp trai, rất dễ thương, đến từ Hàn Quốc. Uju năm nay bao nhiêu tuổi? Em suy nghĩ là anh là bao nhiêu tuổi à? 20, 22, 23, 24, 25. 25. Ok, anh làm ok. Anh là 25 tuổi. 25? Really? Không phải, anh là bây giờ là sinh năm anh là 1988. Wow, 1988 là 35. Đúng rồi. Wow. Bây giờ là 35 tuổi. 35 tuổi, quá trẻ. Không phải là trẻ, bây giờ là già rồi à? À, là già rồi. Có thể tuổi cao nhưng mà ngoại hình rất trẻ. Yeah. Dạ, cảm ơn em. 25, 26 mà. Yeah. Usu về Việt Nam được bao nhiêu năm rồi? À, bây giờ là khoảng 5 năm, 6 năm rồi. Bây giờ Usu đang công tác, đang làm việc ở đâu? Làm việc là ở đây. Đây là công ty nhất. Công ty nhất là IT, Fujifilm. À, wow. Usu nói tiếng Việt tốt mà. Không phải à, nhưng mà khi nào anh nói tiếng Việt là em hiểu. Hiểu? Hiểu à? Dạ, hiểu. Yeah. Thế bạn anh nói tiếng Việt Usu hiểu không? Nhưng mà anh là chắc chắn là 80%. 80%? Dạ, 80%. Thì khi nào mà không hiểu thì mình nói chậm lại. Dạ, ok. Dạ, ok, không hiểu cái nào thì Usu cứ hỏi. Ok. Nha. Và bây giờ chắc là mình sẽ đi qua cà phê ha. Dạ. Mình ngồi mình uống cà phê và mình nói chuyện nha. Ok. Dạ, dạ ok. Okay. Mời Usu. Dạ. Xin mời Usu uống. Dạ. Dạ. Nóng không? À, ngon lắm. Nhưng mà ổ Việt Nam là em là hốt cái này. 1, 2, 3, yo. 2, 3, yo. 2, 3, uống. Cái này đúng không ạ? Yeah, 100%. Ôi trời, cái này nắng á. Usu đang uống gì ạ? Uống là cái này là Americano. Americano. Yeah. Usu thích ạ? Anh thích nhưng mà em suy nghĩ là người Hàn Quốc à? Người Hàn Quốc tất cả uống cái này. Oh. Cái này là khoảng 3 ly, 4 ly một ngày thôi. Wow, 3, 4 ly một ngày. Đúng rồi. Nếu mà uống nhiều có bị mệt, say? Đúng rồi, đúng rồi. À, không, cái này không phải là say, là nhưng mà không thức thì ngủ. À. Wow. Không thức thì ngủ. Wow. Nhưng mà người Hàn Quốc thức cái này luôn. Dạ. Usu bây giờ sống ở quận mấy? Tại sao anh muốn biết em sống ở đâu? Hỏi thôi. Bây giờ là em sống ở Thu Thiêm. Quay trở lại câu chuyện, lần đầu tiên Usu đến Việt Nam làm gì? Công ty em là nói là một năm. À. Một năm là sống ở đây, và là làm việc ở đây. Sau đó là quay lại Hàn Quốc. Wow. Nhưng mà khi nào anh là sống ở đây là khoảng 6 tháng, 7 tháng em là rất thích ở đây. Wow. Nó thích Sài Gòn, trước đi tất cả Việt Nam. Nhưng mà em là thích Sài Gòn và là em là thích là người Sài Gòn. Sau là em muốn là sống ở đây nhiều à, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Sau là em là thay đổi công ty. Là lúc đầu là công ty đến đây làm việc 1 năm. Sau đó quay trở lại Hàn Quốc. Đúng rồi. Nhưng mà thích Việt Nam quá. Dạ, đúng rồi. Quyết định đến Việt Nam sống và làm việc. Điều gì ở Sài Gòn khiến Usu thích nhất? Ở đây là người trẻ nhiều lắm à. Bây giờ là em là 35 tuổi. Tức là tên ở đây khoảng 30 tuổi à. Người 30 tuổi là ở đây là mệt lắm. Và là không biết là làm việc cái gì. 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi làm cái gì. Không biết khi nào và là ở đây là mệt lắm. Nhưng mà khi nào sống ở đây á, 20 tuổi, 30 tuổi, nhiều lắm ở Sài Gòn. Và là 20 tuổi, 30 tuổi người Việt Nam là
cố gắng nhiều lắm. Em suy nghĩ là người Việt Nam cho em là energy. Energy và là vitamin. Sau là ở đây là lot tốt. Ở đây là to fit suitable to me. Energetic city and energetic people. Khi mà Usu qua Việt Nam sống, gia đình của Usu có phản đối không? Không, là rất thích. Wow. Rất thích. Bác của em là rất thích Việt Nam và là học là tiếng Việt. Oh. Khi nào mà em là video call, gọi với ba mẹ, ba nói là phải đi kiếm vợ ở Việt Nam. Sau đó là ba là học tiếng Việt, yeah. Sau đó là nói chuyện với vợ của em là tiếng Việt luôn. Yeah. Dễ thương. Ba biết nói tiếng Việt hả? Chút xíu à? Yeah. Song ngôn Hàn Quốc và là học Việt Nam là cái này là khó lắm à? Dạ, yeah, đúng rồi. Từ khi Usu đến Việt Nam sống đến giờ thì Usu có hay quay trở lại Hàn Quốc không? Có. Một năm là khoảng 2-3 lần. Gia đình của Usu có đến Việt Nam bao giờ chưa? Chưa. Tại sao? Tại sao là ở Hàn Quốc là có con trâu. À? Con trâu là lót xỏ xe ô tô, xe máy, xe hàng. Xe hàng. Và là lót xỏ cái này. Và là ba mẹ là không thích đi du lịch. Không muốn đi, bởi nhà phải chăm em chó. Đúng rồi. Con chó là số 1 à. Lúc mà Usu quyết định đến Việt Nam sống, Usu thấy điều gì khó nhất? Toán là cái nào không khó à? Cái nào cũng khó ăn ha? Không khó. Không khó? Đúng rồi. Wow. Đúng rồi. Ăn được hết. Đúng rồi. Wow. Nhưng mà ăn đúng không? Đồ ăn, dạ. Nhưng mà đồ ăn là một cái là khó à? Là cái này là mắm tôm. Mắm tôm. Mắm tôm. Wow. Là cũng có ổ à, cũng có à. Dạ. Nhưng mà ổ Việt Nam là cái gì ta? Cái này là khó. À, bây giờ ăn được mắm tôm. Bây giờ là ăn được. Wow. Bây giờ là nhưng mà khi nào mà có cái này là, ở đây là chút xíu à? À, mắm tôm chút xíu là được. À, hả? Nhưng mà nếu là ăn là nhiều lắm là cái này là không được, khó. Và là đi cà phê. Yeah. Đi club và là đi chơi nhiều lắm. Và là sử dụng tiền nhiều lắm. Nhưng mà cũng có là người không ăn được. Người không có nhà. Đúng rồi. Sau là bạn của bạn người Việt Nam, em là hối với em là đi. Và là em không biết cái này là tiếng Việt là cái gì. Nhưng mà đi xe máy và là chó đi từ thiện. Làm từ thiện. Đúng rồi. Yeah. Và là anh biết không, ung mốp là quân tứ là có cậu. Ở đây là quận tư. Yeah. Ở đây là có người nhiều lắm, người ngồi trên cầu. Đúng rồi. Yeah. Sau là đi mua là đồ ăn. Sữa, đồ ăn và là tất cả chó áo cung mắc là áo. Yeah. Và là chó Nhưng mà anh là ở đây là lớp phổi, em là ở đây là lớp phổi. Tại sao là người nhiều lắm làm cái này? Và là khi xong lỗi làm cây này á, ở đây là rất vui. Cây này là số 1. Số 1 của em. Nói chung ở đâu cũng có, nhưng mà ở Việt Nam mình cũng còn nhiều người cuộc sống khó khăn, không có tiền, không có nhà, không có việc làm. Cho nên họ phải đi ra ngoài đường để kiếm sống. Em suy nghĩ là anh và em là uống là cà phê. Yeah. Khi nào uống cà phê, một ly cà phê thôi à, nhưng mà phải nhớ là cây này. Đúng. Có người là không muốn. Không có. Đúng để rồi. Uống. Đúng rồi. Yeah. Để mình quý trọng cái giá trị mình có. Đúng rồi. Người khác không có. Đúng rồi. Yeah. Cái văn hóa của hai nước khác nhau, cuộc sống của hai nước khác nhau. Khi đến đây sống, Usu mất bao nhiêu lâu để quen với văn hóa Việt Nam? Em suy nghĩ là 99% là nhầm nhau. Tại vì là ở Việt Nam là có Tết, ở Hàn Quốc là cũng có. Yeah, cái có này là Sơn Lai. Hàn Quốc là Sơn Lai. Việt Nam là Tết. Yeah. Quan trọng số 1 là người Việt Nam. Ở đây là người Việt Nam là phải suy nghĩ là ba mẹ và là gia đình. Đúng rồi. Cái này là nhầm nhau Hàn Quốc à? Uh-huh. Ở đây là tất cả là Asia. Dạ đúng. Trung Quốc và là Nhật Bản. Hàn Quốc và là Việt Nam. Cái này là em suy nghĩ là tất cả là giống nhau. Giống nhau. Dạ, yeah. Phải suy nghĩ là gia đình trước. Sau đó là làm tất cả được. Ở đây là có ở Nguyễn Huệ. Em biết không? Đường đi bộ Nguyễn Huệ. Dạ. Yeah. Đi bộ Nguyễn Huệ là khi nào mà có Park Hang Seo là đá bóng. Đúng rồi. Đá bóng. Yeah. Người tất cả
mọi người đến xem. Mọi người đi xem ai và đi vô và là uống rượu là những người Sài Gòn tóc cao đây. Những người Việt Nam suy nghĩ là tôi là người Việt Nam, đúng không? Và là xin cảm ơn Việt Nam. Những người Hàn Quốc là nhầm nhau. Tôi là người Hàn Quốc và là xin cảm ơn Hàn Quốc. Và là cái Tết ở Hàn Quốc. Thì Usu có về Hàn Quốc? Có về Hàn Quốc. Phải là xin cảm ơn với ba mẹ. Và là phải đi ăn cơm với gia đình. Usu có ăn Tết ở Việt Nam bao giờ chưa? Một lần là ở Việt Nam khi có Corona. Không được đi Hàn Quốc. Sau là ở nhà thôi. Ở nhà, không được đi đâu. Đúng rồi. Usu thấy Tết Việt Nam thế nào? Tết ở Việt Nam á, ở nhà thôi. Ở nhà thôi. Không được đi mà là đi là tất cả là quá nguy hiểm. Dạ, nguy hiểm. Dạ, quá nguy hiểm. Thế Usu học tiếng Việt như thế nào? Không học tiếng Việt à? Chưa học tiếng Việt. Wow. Chắc chắn là cái này là khó lắm, đúng không anh? Đúng rồi. Đúng, nhưng mà bây giờ là xong ở đây là 6 năm rồi. Và là có bạn người Việt Nam. Và là em biết rồi, lúc trước là em có người yêu người Việt Nam. Rồi, lúc trước là có rồi. Và là khi nào bạn gái trước anh là dở. Dở là nói tiếng Việt nhiều lắm. Anh nói làm cái gì. Em phải hiểu à. Sao là nói chút xíu. Bây giờ là cũng là nói chút xíu được. Nhưng mà chưa học tiếng Việt. Thật ra Usu nói nhiều nhưng mà Usu có nhiều từ, nhiều chữ chưa biết thôi. Đúng rồi. Cái đó thì mình sẽ học. Tiếng Việt phát âm khó không? Khó lắm. Văn Anh thấy tiếng Hàn Quốc phát âm khó hơn. Tiếng Hàn Quốc là nhắm nhau. Nếu là em là học là tiếng Anh và là tiếng Việt. Tiếng Việt là khó số 1 là tiếng Việt. Nhưng mà anh thấy tiếng Hàn Quốc cũng rất là khó. Đúng rồi. Và anh xem trên phim á, nói chuyện chút cái kiểu không ổn. Đúng rồi. Anh thích là phim hoặc là drama Hàn Quốc, là anh thích cái gì? Hồi trước đây thì thích xem phim lãng mạn, bây giờ thì thích xem mấy phim về điều tra vụ án. Usu đến Việt Nam 6 năm rồi. Thì Usu đi được nhiều nơi chưa? Như lỗi à, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Vũng Tàu, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ. Nhiều quá. Nhiều. Usu thích nhất là chỗ nào? Thích nhất là chắc chắn là Sài Gòn. Sài Gòn. Sài Gòn là số 1. Em nói với anh rồi là em là suy nghĩ là người Sài Gòn. Em là bây giờ là người Sài Gòn. Thay đổi rồi nhưng mà Sài Gòn là số 1. Và là số 2 là Đà Lạt là khi nào tháng 11 là tháng 12 là Đà Lạt là lạnh. Đúng rồi. Khoảng giám nhau ở Hàn Quốc. Và là số 2 là Đà Lạt. Usu có dự định rằng tương lai sẽ sống ở Việt Nam luôn không? Muốn là may mắn nhưng mà nếu có vợ có vợ cùng người Việt Nam là phải sống ở đây. Nhưng mà nếu là vợ người Việt Nam, vợ người Việt Nam là muốn là sống ở Hàn Quốc à? Phải đi Hàn Quốc. Con trai là phải là hiểu là vợ và là bạn gái nói gì. Usu có bạn gái chưa? Lúc trước là có rồi. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ là khoảng 2 năm trước, 3 năm trước là chia tay rồi. Bạn gái người Việt Nam. Dạ đúng rồi. Usu thấy con gái người Việt Nam thế nào? Dễ thương. Là người hiền. Hiền. Dạ, người hiền và người tốt. Tốt. Nếu là em là người trẻ à, thích là đẹp, thích là xinh. Nhưng mà bây giờ là 35 tuổi. Số 1 là ở đây là hiền. Hiền. Và là người tốt. Và là suy nghĩ là tốt. Usu có thể gửi một lời đến những người nước ngoài sống ở Việt Nam. Hello everyone. I know it's a lot of people is afraid living in the Vietnam or living the abroad country. But actually, I want to tell you about the one thing. Try first and feel it. And what culture, what dish, and what people doing here is you have to the feel. You have to the try first. That is the most bestest way you can stay in here. So please come to Vietnam and enjoy everything.
in Saigon, in Hanoi, in Da Nang, everywhere. Yeah. Welcome you. Rồi, cảm ơn Su một lời nhắn rất là dễ thương. Và mọi người đến Việt Nam thì nói chung ở đâu cũng thế thôi. Yeah. Đến một đất nước mới sống luôn luôn khó khăn. Yeah. Mình phải cố gắng yeah. vượt qua, tiếp xúc, giao lưu, gặp gỡ. Yeah. Thì mình sẽ quen với nơi sống đó. Yeah. Yeah. Hôm nay chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam, cảm ơn Lusu đã dành thời gian nói chuyện về công việc, cuộc sống để các bạn hiểu hơn về cuộc sống của những người nước ngoài sống ở Việt Nam. Yeah. Đặc biệt là tình cảm của người nước ngoài như Lusu dành cho Việt Nam. Và cũng cảm ơn Lusu đã đến Việt Nam, chọn Việt Nam để sống và làm việc. Xin chúc cho Lusu sức khỏe, công việc tốt, có một cuộc sống tốt và sớm có bạn gái. Nếu là anh có bạn người tốt là giới thiệu. Ok. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam. Chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam được phát sóng hàng tuần vào trưa thứ sáu lúc 11 giờ trên MCV Media. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Cái mồ hôi uống hết áo luôn. Mà năm chị đạp xe khoảng 5-7 phút có một người tôi ngồi Việt Nam, một anh nói là ôi you motorbike, you what motorbike. Nam không hiểu, Nam chỉ muốn ôi ông đi không, anh Nam không biết cách nói chuyện với anh ấy, nhưng mà anh ấy đi bằng vằng theo Nam. Yeah, muốn giúp đỡ Nam á. Yeah. Mà không hiểu, không biết nói. Yeah. Không biết nói, Nam cũng không hiểu. Mà Nam cũng đang cầm tay rất là áp lực quá. Yeah. Không muốn nói chuyện bây giờ. Anh nói you go. Mà anh ấy vẫn muốn giúp Nam. Nam cũng nói you are motorbike, you sit here. You ngồi xe, sit down. Là sit down. Hôm nay muốn lấy gì đấy? You á? Hôm nay từ này bà cái bà xe lên xuống nó hỏi Nam. You muốn làm gì? Lên xe Nam không hiểu. You sit down please. Giờ Nam lên xe. Ông lên xe bắt đầu đạp xe của Nam bằng chân của ổng. À. Đó là lần đầu tiên Nam thấy cái tình huống này. Ông đạp xe của Nam. Nam ngồi trong xe chỉ ngồi bình thường. Rồi thôi, xe đi. Khoảng 4K, 6K km luôn. Wow. Tối có một chỗ tiệm sửa xe. Có tiệm sửa xe. Tự sửa yeah. xe. Anh này chỉ vô đó nói cái gì anh Nam không hiểu. Này nói với họ kiểm tra xe và nói với họ xong rồi ông này không hỏi Nam cái gì là mình đến từ nước nào. Yeah. Cho mình xin tiền đi. Mình đã giúp mày rồi. Yeah. Không nói gì hết đó. Mm. Chỉ, ok goodbye, anh sẽ chạy đi luôn. Wow. What? Không ai làm cái điều này đâu. Ai làm như vậy, phải lấy tiền, phải xin tiền mà anh này không có yêu cầu gì hết. Yeah. Tối bây giờ Nam bạn không biết bạn ấy là ai. Yeah. Chỉ giúp mình thôi, có đam mê để giúp người nước ngoài. Mm. Bắt đầu suy nghĩ, ủa có người Việt Nam như vậy hả? Ok, Nam bắt đầu suy nghĩ nếu có một người như vậy sẽ có hai người. Yeah. Nếu có hai người sẽ có 10 người. Sẽ có nhiều người nữa. Sẽ có nhiều người. Yeah. Làm việc như vậy. Nam bắt đầu suy nghĩ, ủa ok, chắc là không phải là tất cả người Việt Nam chê mình. Tại vì người nào biết mình là người da màu cũng thấy mình gặp khó khăn mà giúp mình như vậy. Đó là lần đầu tiên Nam bắt đầu nghĩ một suy nghĩ tốt về người Việt Nam. Yeah. Đó là khiến Nam có thêm động lực ở Việt Nam. Yeah. Yeah.
quá tuyệt vời. Nói chung là cái định kiến, tức là cái suy nghĩ về về nhau rất là quan trọng, và nó cũng quyết định cả một cái tương lai của mình luôn. Vì thế tại sao lại có mặt ở đây? Rồi cái vấn đề mình thi bằng lái xe thì sao? Cái bằng lái xe thì mấy năm trước là thì Nam chỉ thay đổi bằng lái xe thì bằng quốc tế, bằng quốc tế, tại đến visa của mình hay là đến hộ chiếu của mình, mình chỉ thay đổi như vậy. Hay là đến khi nào cái bằng lái xe của nước ngoài đó hết hạn, ít phần là như vậy. Nhưng mà Nam thay đổi nhiều lần rồi, cho nên một chắc là 2016 là Nam đi Nam muốn thi có bằng lái xe như người Việt Nam. Bằng Việt Nam rất bằng khó thi, rất là khó lắm. Về lý thuyết đó, lý thuyết khó lắm luôn. Đúng rồi. Nam đến trình học lái xe nè, và Nam Nam biết lái xe từ nước ngoài rồi, nhưng mà Nam muốn thay đổi bằng lái xe của Nam. Nam đến đó hỏi có bên kia, ok đi qua bên kia thay. Nam nói là không, Nam thay nhiều lần rồi, bây giờ Nam muốn thi như người Việt Nam. Không dễ đâu, thôi không dễ, về đi. Về đi. Sau đó họ Nam nói không, Nam muốn thi, Nam sẽ làm cách nào Nam chẳng biết. Họ chỉ đưa cái sách lý thuyết để về nhà học và tập cách trả lời. Nam lần đầu tiên Nam xem cái sách lý thuyết đó. Oh my god, sao mình thi được đây? Nam quay lại là hôm mình muốn trả tiền. Không lấy tiền được, xài thi cái này phải thi. Nam muốn trả tiền, nhiều tiền luôn. Nam muốn trả tiền. Họ nói là cái này không phải bằng tiền nha em ơi, em về nhà em muốn thi như người Việt Nam, em phải học bằng tiếng Việt nhé, về đi. Nam cầm cái về nhà. Nam học cả ngày cả đêm luôn. Anh biết tại sao Nam gặp lúc đó Nam bắt đầu nói tiếng Việt cũng sơ sơ mà Nam vẫn gặp khó khăn, tại vì những từ đó là từ giao thông. Đúng rồi, không phải là những từ không phải bình thường mình nói chuyện mình nói chuyện, tại vì Nam biết nói có thể nói chuyện giao lưu với những người bạn bình thường, nhưng mà những cái từ đó làm sao hiểu được, làm sao mình hiểu được, sao mình trả lời được. Nhưng mà mình vẫn học, và Nam cũng tải app và đọc cái sách đó. Nam học hoài, sau 1-2 tháng Nam quay lại. Lúc đầu Nam đi tập thi, Nam đọc thi rồi họ nói là có 20 phút gì đó Nam tập thi với những người khác. Thi xong rồi Nam cảm thấy là mình không hài lòng. Mà một tuần sau Nam học thêm đêm, cả ngày cả đêm luôn. Nam quay lại, lúc Nam đi thi và những Nam ơi đi đâu why you go here, xuống go down là ở chỗ nước ngoài có thể thay đổi bằng lái xe. Nó nói không Nam đang đi thi. Thi cái gì? Ok vô luôn đi. Nam vô lúc gọi tỏi số của Nam rồi họ gọi Anadoji. Ủa? Anh ở nước ngoài đến đây làm gì? Không đọc được tên. Không đọc được tên luôn. Nó nói là không, em đây. Em là người nước ngoài mà đúng không? Dạ em là người nước ngoài. Vô đây. Okay. Muốn thi đúng không? Vô đây. Nam đi vô mà thầy rất là người, rất là nhiều người. Chỉ là một người duy nhất. Mình Nam duy nhất là người nước ngoài. Nam chỉ vào thi và sẵn rồi tất cả những người của sao mà thi được. Nam hỏi có thể đi vào với một người gọi là gì ta, interpreter, giống như là người có mình thể phụ giúp mình. Người phiên dịch. Người phiên dịch. Mình có thể vào với người phiên dịch không? Không được. Thì muốn lấy bằng lái xe của Việt Nam phải thi như người Việt Nam. Nếu mình không chịu thì khỏi ra xuống. Vào thì nhưng mà cuối cùng là Nam có bằng lái xe. Nam
của số điểm của Nam là 85%. Wow. 85%. Yeah. Yeah. 20 câu hỏi Nam đáp án đúng là 17. 17. 17. Quá cao. Thì bằng việc thi bằng lái xe ở Việt Nam là một trong những cái điều mà khó, một trong những điều khó nhất Việt Nam. Người Việt Nam thi mà còn lái xe thì dễ. Đúng rồi. Nhưng mà thì rất là khó. Thi bằng lái xe thì không có gì đâu. Vì là đối với người nước ngoài nó lại càng khó. Lúc đó Nam cũng thấy, lúc Nam tặng công rồi, ai cũng nhìn ai, ủa, tặng công hả? Họ không tin luôn. Họ dắt Nam vô cái có một phần đó là nhiều người thi mà không thành công, họ chỉ dắt Nam đến đó. Mình là tất cả em là người nước ngoài, nước Việt Nam, cả em là người Việt Nam đã là người nước ngoài thi mà thành công, em thua mà người Việt Nam. Đó lúc đó Nam bắt đầu cảm thấy tự hào. cảm thấy tự hào rồi. Yeah. Sau đó Nam có bằng lái xe đây. Thấy không? Đó là tự hào, tại vì cái công việc này không có dễ. Yeah. Lúc nào Nam đi đâu Nam cầm cái này Nam tuyệt vời đấy. Yeah. Nam cảm thấy tự hào lắm. Ừ. Chứ Nam có quen được với cái giao thông Việt Nam chưa? Quen cách đi. Quen mà. Yeah. Quen đi được rồi. Là đúng không? Yeah. 14 năm rồi. 14 năm là thì bị phạm chắc là 2 lần rồi. 2 lần. Trong 4 năm. Ai cũng sẽ có thôi. 2 lần rồi. Không thể nào mình tránh khỏi. Đúng rồi. Yeah. Bắt 2 lần rồi. Nhưng mà gần đây là Nam, tại vì Nam chạy qua, Nam không biết là có đèn vàng rồi. Đèn vàng chưa tới đèn đỏ. Chưa đèn đỏ. Nhưng mà lúc Nam chạy qua công an rồi. Đây. Nam giải thích là Nam không biết. Nói là Nam cũng là người giải thích pháp luật, giao thông hay là văn hóa và pháp luật của Việt Nam cho những người nước khác. Mình không được vi phạm. Đúng rồi. Không được vi phạm được đâu. Chỉ một chút mình không để ý thôi. Yeah, mình không để ý một xíu. Không để ý. Các bạn Nam xin lỗi rất là nhiều. Anh công an cũng hiểu. Nói là Nam sẽ không bao giờ, nếu là Nam ra luôn, Nam sẽ chờ. Nam sẽ không bao giờ vi phạm được. Yeah, ok. Đó, hôm nay được gặp Nam ở đây nói chuyện rất là vui. Cũng rất là vui khi Việt Nam là một cái điểm đến mà có thể làm thay đổi được Nam. Và là một nơi mà tạo cho Nam một cuộc sống có niềm vui cho Nam. Và bạn anh cũng mong rằng là ở Việt Nam, Nam sẽ có một cuộc sống như Nam mong muốn. Cuộc sống đơn giản, có một chút kinh tế, làm được cái điều gì mình muốn. Và đặc biệt nữa là Nam lại ngược lại, Nam lại làm được cái điều cho Việt Nam. Có thể là nhỏ một cá nhân Nam thôi, nhưng mà cũng rất là lớn Nam. Nam quảng bá hình ảnh của Việt Nam qua nước ngoài, nhiều người biết đến Việt Nam hơn. Có những người bây giờ còn không biết Việt Nam là ở đâu. Thì cũng rất là nhiều, nhưng mà những người như Nam làm những điều đó thì Văn Anh cũng rất là vui, chân thành cảm ơn Nam rất là nhiều. Cảm ơn Nam hôm nay nói chuyện rất là vui này. Rất là ý nghĩa. Mời Nam để cho Nam chia sẻ về câu chuyện của Nam á. Bởi vì Văn Anh cũng rất là tò mò để biết những người nước ngoài sống ở Việt Nam như thế nào đó. Cho nên là có những cuộc trò chuyện này thì mình hiểu rất là nhiều và giao thoa văn hóa cho nhau nữa. Cảm ơn Nam rất là nhiều lần nữa. Thank you very much. Hôm nay thật sự buổi nói chuyện hôm nay rất là thú vị, vì Nam nói tiếng Việt cũng rất là rành, gần như là người Việt Nam luôn, mà còn chia sẻ những cái kinh nghiệm, những câu chuyện có thể nói rất là vừa xúc động này, mà rất là vui. Nam là một người sống rất là tình cảm, và chính cái tình cảm đó nữa là con người của Nam mà dẫn dắt Nam đến Việt Nam. Nghe cái tên Nam thôi, vô tình thôi, một bà chủ nhà lần đầu tiên gặp đặt tên là Nam, mà còn gần như có vẻ như đó là một cái dấu định mệnh số phận Nam đến Việt Nam và sống tại Việt Nam luôn. Đúng rồi. 14 năm. Mình là người Việt miền Nam luôn. Người Việt Nam luôn, bây giờ Việt Nam là thành quê hương, còn Nigeria quê hương thì là thành nơi du lịch. Cho nên là lâu lâu Nam sẽ về quê hương du lịch một vài lần và cực trở về nhà là Việt Nam. Rất là tuyệt vời, rất là dễ thương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Tại sao bạn đến Việt Nam. Và hôm nay một câu chuyện rất là thú vị rồi. Và bây giờ Văn Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong số tới nha.